Ôi bạn ơi, bông lê cho bạn con chiều ơi bạn ơi. Là đôi à. Tha đi. Tha. Tha. Mời chị. Cho chị xin lại cái mũ. Nhưng thì tí nữa chị đừng bắt em nữa nhá. Ok. Mỗi thành viên đã có một chiếc áo với nội dung là một trong những điều nhất của Đà Nẵng. Khi có hiệu lệnh, mỗi thành viên có nhiệm vụ truy tìm và chụp ảnh selfie với yêu cầu là rõ mặt mình và mặt của một thành viên đội đối thủ, bao gồm cả nội dung trên áo của đội đối thủ, giống như là việc check-in vậy. Nãy giờ rất là nhiều cái nhất, nhưng mà mọi người quên là tôi là nhất trai, là tôi công tử dâu, tôi là nhất trai, là tôi công tử dâu xanh. Tôi là nhất gái quê em đây, con hú. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Khi mọi người chụp được hình rồi thì mang lại đây để ban tổ chức kiểm tra. Nếu đảm bảo được yếu tố rõ hình thì người của đội đối thủ sẽ bị loại. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ban tổ chức sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ban quay phim sẵn sàng chưa? Bởi vì chúng tôi là những người chạy rất là nhanh. Đúng rồi, chạy được tôi thanh thoát đây. Đúng vậy, 3, 2, 1, go. Yes. 3, 2, 1, go. Để từ nha, để từ nha. Chỗ này khó đi quá, ra đây cho dễ đi. Đây, 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 đây. Hai em mình thân phận yếu hèn. Đúng rồi, bọn mình phải nấp thôi. Hãy nấp trước. Để cho những con người khỏe mạnh kia vần nhau cho mệt mỏi đã. Bọn mình ngồi ở đâu mát nghỉ ngơi. Thấy, anh thấy này hiếp đang thằng mình nè. Ủa nó đâu á, nó kì kìa, nó kì kìa. Ý, một cái chỗ chắc chắn sẽ không bao giờ có ai tìm ra tôi. Em thân yêu, em yêu ơi, em yêu ơi. Ghi bài chị là phụ nữ, nếu như chị vật em cũng không được vật lại. Dạ. Vì như thế mới là ga la. Ủa chị đuổi em mà. Ghi bảo em đừng đuổi chị. Đúng rồi. Ok. Đi đi. Thế em hãy cho em chạy.
Hả gì đó? Ở trong nè. Em đã nhớ mặt hai anh rồi, các anh làm ngơ trước một phụ nữ nhỏ nói bé. Nói nhiều hơn. Ơ em xin lỗi. Đây rồi mọi người. Hành trình rực rỡ 21:15 Chủ nhật hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.